xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Tuyết Mai nha. Và hôm nay thì mình muốn giới thiệu với các bạn một cuốn sách vải nỉ kỹ năng sống như thế này. Thì trong này mình có làm các cái bài tập có thể giúp cho các bé vừa chơi nè, mà vừa học, vừa rèn luyện các kỹ năng sống cần thiết nữa đó. Hạn chế cái việc chơi điện thoại của các bé ở nhà lại nha các bạn. Thì sau đây thì mời các bạn hãy tham khảo các cái bài tập trong sách vải nỉ kỹ năng sống với mình nha. Mọi người cảm thấy yêu thích sách vải nỉ như thế này, mọi người muốn đặt hàng thì hãy để lại comment hoặc liên hệ qua Facebook số điện thoại của mình nha. Rồi mong mọi người ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh nha, để xem được những cái video tiếp theo của mình ha. Bye bye, chào tạm biệt mọi người nha.